Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cố định nhiều dòng trong Excel. Giả sử như đây, tôi muốn là cố định từ dòng 1 tới dòng 4. Thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ đặt con trỏ chuột dưới các dòng mà tôi muốn cố định. Cụ thể đây là dòng số 5. Ở đây á, tôi có thể là đặt con trỏ chuột tại bất kỳ ô nào của dòng số 5. Miễn làm sao nó dưới các dòng mà tôi muốn cố định. Sau đó ở đây tôi sẽ vào top view và chọn vào mục là freeze banner sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào dòng đầu tiên là freeze banner thì lúc này á bốn dòng đầu tiên nó sẽ được cố định rồi bây giờ tôi sẽ đi chuột vào thanh trường và tôi kéo xuống thì lúc này các bạn thấy này bốn dòng đầu tiên nó sẽ được cố định còn các dòng phía dưới á nó được di chuyển đó rồi nếu mà các bạn chúng ta không muốn có định nữa Các bạn chúng ta muốn hủy cố định Thì các bạn chúng ta sẽ vào top view Chọn vào Freeze Banner Tiếp theo Chọn vào Unfreeze Banner Thì lúc này á Nó sẽ hủy cố định Bây giờ tôi sẽ lên trục vào thanh trường tôi kéo này Lúc này á Nó không còn dòng nào cố định nữa Rồi tương tự đây Tôi muốn là Cố định dòng tiêu đề Của bản tính dữ liệu Thì đây á Tôi sẽ đặt con trỏ chuột dưới nội dung mà tôi muốn cố định. Mà cụ thể đây là dòng số 12. Các bạn đặt ở vị trí nào của dòng số 12 đều được nha, miễn làm sao á nó dưới nội dung mà các bạn muốn cố định. Sau đó ở đây vào tab view này, chọn vào freeze pane. Tiếp theo chọn vào dòng đầu tiên là freeze pane. Thì lúc này á nó sẽ cố định bắt đầu từ dòng 1 tới dòng 11. Bây giờ tôi sẽ rê chuột vào thanh trường này, tôi kéo xuống này. Đó. Thì từ dòng 1 tới dòng 11 á nó sẽ được cố định. Còn các dòng phía dưới á nó di chuyển nha. Rồi hủy thì tôi sẽ vào freeze Banner chạm chọn vào unfreeze Banner Thì lúc này á không còn dòng nào được cố định nữa. Đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cố định nhiều dòng trong Excel. Nếu thấy video hay, hiểu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.